quen TikToker thi nhau khoe eo, Võ Thành Ý nuột chẳng kém con gái, Lê Bóng lúc nào cũng cháy cộng thêm OJ. Cũng là khoe eo nhưng người thi. Quá đẹp. Cùng coi em ơi. Tuyệt vời quá. Đẹp. Còn người thi. Làm cục cưng hồng bé ơi, anh cùng em tình tăng tính tình, về nhà anh là bé. Làm sơ sơ thôi, làm quá là nó ô về. Võ Thành Ý. Trên trang cá nhân, TikToker Võ Thành Ý từng cập nhật khoảnh khắc lên đồ ấn tượng. Trong khung ảnh, anh chàng diện màu áo crop top ngắn cũng kết hợp cùng quần thun năng động để hóa thân trọn vẹn vào hình ảnh mới. TikToker gốc Trà Vinh sử dụng thêm kiểu tóc giả uốn xoăn lộng lẫy. Với màn biến hóa ấn tượng, anh chàng khiến fan xôn xao trước ngoại hình ngày càng điệu đà nữ tính. Đặc biệt thiết kế áo ngắn còn giúp hot TikToker khoe được vòng eo nuột nà, lộ rõ đường cơ số 11 và người mê. Việt Phương Thoa. Vốn chú trọng vào việc chăm sóc hình thể, Việt Phương Thoa dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thể thao. Nhờ đó, cô sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh đáng ngưỡng mộ. Tự tin với ngoại hình của mình, người đẹp 9X tích cực lăng xê những thiết kế cắt xẻ khoe trọn vòng eo xịn sò của mình. Trên tài khoản TikTok triệu người theo dõi, Nguyễn Việt Phương Thoa từng đăng tải loạt video khoe phủ đạo cực nghệ bên bờ biển. Trong đoạn clip, người đẹp diện mẫu bikini trắng một mảnh với họa tiết mảng đen lạ mắt. Dù được quay bằng camera thường, chưa có sự tác động của các phần mềm làm đẹp hay Photoshop, vóc dáng thật của chủ tịch triệu view cũng đủ khiến dân tình suýt xoa không ngớt. Có thể thấy trong thiết kế áo tắm ôm sát cơ thể, đường cong gợi cảm và ba vòng hoàn hảo của mỹ nhân gốc Quảng Nam được phô diễn triệt để, xứng danh là một trong những mỹ nhân có ngoại hình nổi bật nhất nhì trong cộng đồng hot TikTok. Chị Google chưa từng làm cộng đồng mạng thất vọng với vẻ ngoài của mình khi xuất hiện trước công chúng. Lê Bóng. Sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, Lê Bóng càng chú trọng vào việc nâng cấp hình thể. Tương tự Phương Thoa, cô cũng sở hữu vòng eo nhỏ đáng ngưỡng mộ. Những lần thả dáng với đầu ngắn, hot TikToker đều khiến dân tình xuýt xoa trước phần bụng toàn cơ của mình. Với sắc vóc chuẩn chỉnh, mỹ nhân 9X cũng được dự đoán là ứng viên sáng giá của đấu trường sắc đẹp này. Người đẹp sinh năm 1995 gây sốt khi diện trang phục thùng ôm sát với áo bra và quần legging. Chăm chỉ đến phòng gym, Lê Bóng có được thân hình săn chắc bốc lửa với số đo 3 vòng chuẩn chỉnh, gây được chú ý từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, cô nàng nhận ý kiến trái chiều khi bị dân tình chỉ trích về cách tạo dáng có phần phản cảm. Theo đó, nhiều người thấy rằng nữ TikToker thường cố ý ưỡn người hết công suất để tạo được đường cong quyến rũ khi lên hình. Các góc chụp xoay người lại phía ống kính của TikToker gốc Hà Thành cũng không tạo được thiện cảm với người xem. Dù ở góc nghiêng, người đẹp khoe được gương mặt xinh xắn chuẩn hot girl nhưng cũng khó vớt phát được cái nhìn gắt gao từ cộng đồng mạng. Vi Phạm. Ngoài sự đầu tư về nội dung video, Vi Phạm còn gây chú ý khi sở hữu vẻ ngoài ấn tượng, đậm chất Âu Mỹ. Nước da ngăm khỏe khoắn và body bốc lửa tạo nên sự khác biệt cho cô. Người đẹp còn khiến nhiều người phải trầm trồ vì có sự thay đổi trên cơ thể cực nóng bỏng của mình. Trước khi có màn khoe nhan sắc gây chấn động này, Vi Phạm từng khiến dân tình mê mẩn với hình ảnh quyến rũ trên thảm đỏ. Dù có chiều cao có phần khiêm tốn, nhưng vòng eo nhỏ và vòng ba nóng bỏng của cô lại ghi điểm tuyệt đối. Cô còn tạo được ấn tượng với cặp đùi mật ong, làn da rám nắng. Vi Phạm vẫn luôn tự tin với màu da của mình và xem đó là điểm riêng biệt, không phải ngôi sao đình đám của showbiz Việt, nhưng người đẹp vẫn đủ sức chiếm spotlight và được dân tình nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Những hot TikToker cũng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng chẳng kém người nổi tiếng. Trong đó, nhiều hiện tượng mạng cũng gây chú ý khi sở hữu phong độ và sắc vóc nổi bật. Đặc biệt, một số nhân vật còn khiến người hâm mộ thích thú với những màn khoe eo nuột. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.